à hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện tải ngay áp về giách. cô thúy xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay ở buổi học trước các con đã cùng cô làm bài tập của bài em giải bài toán rồi đúng không nhỉ đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm bài tập của bài bài toán nhiều hơn trang 69 trong vở bài tập toán lớp 2 tập 1 bộ sách chân trời sáng tạo các con đã chuẩn bị đầy đủ sách phở và đồ dùng học tập để sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ chúng mình bắt đầu nhé bài tập đầu tiên các con cùng đọc đề bài với cô nào ngăn trên có 7 hộp sữa ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 5 hộp sữa Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa? À, chúng mình cùng đọc nhầm lại đề bài một lần nữa nhé. Ngăn trên có 7 hộp sữa. Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 5 hộp sữa. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa? Đấy, à, chúng mình sẽ cùng tóm tắt bài toán nhé. Ở đây đề bài cho các con ngăn trên có 7 hộp sữa này. Ờ, ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên nằm hộp sữa đấy và để bài hỏi các con là ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa đấy vậy thì để trả lời được ngăn dưới có bao nhiêu hộp sữa thì à, chúng mình sẽ lấy số hộp sữa ở ngăn trên là 7 hộp cộng với 5 hộp sữa đúng không nào? Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở bài tập nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng giải bài toán nhé. Lời giải thứ nhất, Ở ngăn dưới có số hộp sữa là, đấy. Lời giải là ngăn dưới có số hộp sữa là à, Cô sẽ lấy 7 cộng với 5 bằng à, bằng 12 hộp sữa Cô có đáp số ngăn dưới có 12 hộp sữa Đấy. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé bài tập thứ hai các con cùng đọc đề bài với cô nhé xe của voi chạy được 82 cm xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm hỏi xe của vịt chạy được bao nhiêu cm Đấy. các con cùng đọc nhẩm lại đề bài một lần nữa nhé xe của voi chạy được 82 cm Xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm. Hỏi xe của vịt chạy được bao nhiêu cm? Chúng mình sẽ cùng tóm tắt bài toán nhé. Ở đây đề bài cho các con là xe của voi chạy được 82 cm. Đấy. À, xe của vịt chạy được xa hơn xe của voi 13 cm. Và đề bài hỏi các con là Xe của vịt chạy được bao nhiêu cm? Đấy. À, vậy thì để trả lời được xe của vịt chạy được bao nhiêu cm thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng đúng không nào? À, chúng mình sẽ lấy 82 cm là uh, xe của voi chạy được cộng với 13 cm. Đấy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở bài tập nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở bài tập rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Cô có bài giải. Lời giải sẽ là à, Xe của vịt chạy được số cm là Chúng mình sẽ lấy 82 cộng với 13 bằng À đúng rồi, bằng 95 cm. À, đáp số à xe của vịt chạy được 95 cm. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập của bài bài toán nhiều hơn rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.